Anh Thư, mỹ nhân thủ đoạn đầy tham vọng trong Hoa Vương. Ngoài đời có cậu con trai cực phẩm, cao 1m84 khi mới 16 tuổi, thần thái chuẩn người mẫu. Đồ khốn! Anh là cái thái gì mà muốn hủy hoại cả tương lai của tôi hả? Khi Khoa đi thảm đỏ cùng mẹ. Vừa mối phim Việt, bản tin phim truyền hình và các ngôi sao phim giờ vàng. Sau một thời gian dài bắn bóng ở lĩnh vực truyền hình, Anh Thư bất ngờ trở lại với vai diễn cùng tên trong Hoa Vương. Dù vậy, với khả năng diễn xuất của mình, cô đã gây chú ý với khán giả khi thể hiện thành công một nhân vật tuy xinh đẹp nhưng đầy thủ đoạn và tham vọng. Đôi mắt và nụ cười đầy ẩn ý đã giúp nữ diễn viên hóa thân vô cùng chân thực. Không chỉ với tạo hình nhân vật hấp dẫn, bản thân Anh Thư cũng luôn là một ẩn số được khán giả mong chờ mỗi lần lên sóng. Cô được giới chuyên môn đánh giá cao khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như Tiếp Nhiệt Đới, Những Cô Gái Chân Dài, Hoa Thiên Điểu, Biệt Thự Trắng, Truyền Thuyết Về Những Bức Chân Dung. Với những cống hiến đó cho phim ảnh, Anh Thư cũng vinh dự được nhận nhiều giải thưởng danh giá. Trong đó phải kể đến giải Mai Vàng 2004, giải Mai Vàng 2006 cho hạng mục nữ diễn viên của năm. Thế nhưng, xuất phát điểm của cô không phải là bất kỳ trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nào. Trước khi được yêu mến qua nhiều vai diễn, Anh Thư từng được mệnh danh là đệ nhất vedette hay biểu tượng của thời trang đương đại những năm 2000 khi là một siêu mẫu cực kỳ thành công với độ nhận diện cao, cùng thời với không ít cái tên cũng như Xuân Lan, Thân Thúy Hà, Thanh Hằng. Nhưng Anh Thư vẫn có thể để lại được dấu ấn riêng của mình. Nói về gia đình của người đẹp Hoa Vương, nhiều người vẫn không khỏi tiếc nuối. Dù trước đây đã từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc, một gia đình viên mãn, nhưng đến cuối cùng, khi ở độ tuổi U50, Anh Thư lại một mình nuôi con. Câu chuyện tình yêu gần nửa thập kỷ cũng không có cái kết đẹp. Năm 2004, sau khi ra mắt thành công bộ phim Những Cô Gái Chân Dài, Anh Thư kết hôn với người mẫu Thanh Long. Họ đã quen nhau 4 năm trước đó khi còn là người mẫu của câu lạc bộ thời trang Hoa Học Đường, nhà văn hóa thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, cặp đôi được hết lời khen ngợi vì vừa đẹp đôi, vừa tình cảm, lúc nào cũng gắn bó, quấn bích chăm sóc nhau. Sau khi về chung một nhà, sự nghiệp của cả hai vợ chồng cũng thăng tiến hơn khi đều có công ty về người mẫu riêng, độc lập làm chủ. Ông xã Anh Thư khi ấy luôn hết lời khen ngợi về người vợ đảm đang, tháo vát và hoàn hảo của mình. Anh cũng luôn ủng hộ vợ việc tham gia làm phim. Tình yêu của họ nở rộ và đem đến trái ngọt là cậu con trai Tiểu Long, sinh năm 2007. Thế nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài 5 năm sau đó. Năm 2012, cặp đôi chính thức cùng bố đường ai nấy đi khiến ai cũng tiếc nuối. Nữ diễn viên, siêu mẫu chịu trách nhiệm nuôi con và giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng để con không chịu thiệt thòi. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ về lý do kết thúc mối quan hệ là vì không tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống. Tiểu Long thời gian đầu cũng khó chấp nhận chuyện bố mẹ ly hôn. Tuy nhiên, cậu bé rất hiểu chuyện và thương mẹ. Sau đó, vì phải một mình gánh vác gia đình nên Anh Thư cũng tất bật với công việc nhiều hơn để đảm bảo kinh tế gia đình. Những năm gần đây, nữ diễn viên cũng chịu khó đưa con đi cùng, đồng hành tại nhiều sự kiện. Rất nhanh, công chúng đã đặc biệt chú ý đến chiều cao nổi bật 1m84 của cậu bé dù mới chỉ 16 tuổi. Không những vậy, nhờ thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ nên anh chàng trông vô cùng mảnh bao, lịch lãm và ra dáng người lớn. Anh Thư cho biết, dù bận rộn nhưng cô luôn dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con khôn lớn ở mọi giai đoạn. Có lẽ vì thế mà nữ diễn viên vẫn tất bật với nhiều việc mà quên mất hạnh phúc riêng của mình.